xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị câu chuyện mầm quỷ của tác giả cầu nguyệt là câu chuyện rất hay mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh hẻm chuyện Ma trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của đình soạn Trong một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông Thuộc vùng ven rừng xa xôi hẻo lánh Các một gia đình làm nghề buôn trà nổi tiếng Với loại trà truyền thống đã vốn có từ lâu Loại trà của họ có một hương vị vô cùng đặc biệt Mà không ở nơi đâu có thể làm ra được Chính vì vậy mà ngôi nhà mặc dù đã nằm khuất tận sau phía cánh rừng thông bạt ngàn Nhưng lúc nào cũng có rất nhiều người lui tới để tiếng tăm về danh trà của họ vang xa cho nên mọi thương buôn nay chủ cửa hàng ở trong thị trấn, thậm chí là các vùng lân cận, ngày nào cũng đều trực chờ đến tìm mua với một cây giá không hề rẻ. Loại trà của họ có tên là mộc hồng trà, lúc nóng thì thơm lừng mùi cây gỗ như trầm, lúc nguội lại có hương của hoa nhài thoang thoảng, tạo ra một mùi vị đặc trưng làm nên tên tuổi. Các nhà nằm heo hút phía sau lưng của thị trấn khá hồn nào, thật trái ngừng so với sự trầm lắng của nó Chủ nhân của căn nhà vợ cũng là người tất tạo ra loại danh trà ấy là một đôi vợ chồng đất trung tuổi. Người ta chỉ biết đến tên của người chồng là Thạch. Nên họ chỉ gọi là ông bà Thạch mỗi khi đến gõ cửa nhà của họ để hỏi mua trà. Và một ngày bầu trời âm mưu không đổ mưa, chỉ có mây đen che khuất địa ánh tà dương trong dãy thông già. Căn nhà lại có hai người khách đến tìm, một nam một nữ còn trẻ, họ giới thiệu là chủ tiệm trà trong thị trấn đến đây để hỏi mua mộc hồng trà ông thạch cũng niềm nở tiếp đón nhưng vì mộc hồng trà được hai vợ chồng sản xuất chỉ hoàn toàn bằng thủ công cho nên số lượng cơ bản là không được nhiều mà khách thì mỗi ngày mỗi đến tìm hỏi nên trà bán ra chỉ có giới hạn ông bà thạch mỉm cười vui vẻ chia tay ra trước mặt hai vị khách nọ sau đó mới lên tiếng mời hai vị ngồi thật là ngại quá Bọc hồng trà vừa có người mua hôm qua với số lượng nhiều nên chúng tôi hiện tại đang hết. Hai vị khách chưa vội ngồi xuống nghe vậy thì trên khuôn mặt lập tức biểu lộ ra vẻ tiếc nuối. Người phụ nữ lúc này vội hỏi. Vậy thì khi nào ông bà mới có? Cũng tại vì chúng tôi đang cần loại trà ngon để đại khách quý. Ông Thành nhanh chóng trả lời với một nụ cười từ tốn vẫn nở trên môi. Chắc là phải hai ngày nữa, nhưng mà cũng kỳ có thể chỉ làm được một số ít nếu mà hai người cần gấp Chứ nói thật là nhiều chúng tôi không có kịp đâu Cái phụ nữ nghe vậy Thì liền tươi cười nét mặt trở lại Cô ta vội vàng gật đầu Rồi lúc này quay lại nhìn người đàn ông Đang đứng bên cạnh ra hiệu cho anh ta ngồi xuống Cô ta nói tiếp Vậy có phiền gì nếu chúng tôi xin phép ở lại đây để chờ đợi Ông bà Thành nhìn nhau Họ không vội trả lời mà im lặng một lúc Sau đó thì bà Thành mới nhẹ nở một nụ cười thân thiện Được chứ nhưng bà nhà chúng tôi chật hẹp sợ hai cô cậu đây không được thoải mái thầy phụ nữ nhanh chóng xua thầy đáp à không ông bà đồng ý cho chúng tôi ở lại đã là tốt lắm chỉ sợ làm phiền ông bà thôi cứ như vậy một bên câu nệ còn một bên khách sáo nhưng cuối cùng thì hai vị khách ấy cũng được ông bà thạch sắp xếp cho ở lại trong một săn phòng nhỏ mặc dù không nói ra nhưng ông bà cũng biết hai người này vốn dĩ muốn ở lại Chờ là vì họ sẽ có người khác tới để hỏi mua mộc hồng trà trước thì họ sẽ lại ra về với hai bàn tay trắng. Các nhà mái có diện tích thực sự không lớn nhưng được ưu thế đất đai xung quanh khá rộng bởi nó nằm trong cánh rừng thông bạt ngàn cách xa thị trấn đến hơn vài chục km. Hai vị khách nọ được ông bà Thạch bố trí ở trong một căn phòng có cửa sổ hướng ra rừng thông. Sau khi xác định lại mối quan hệ của họ là ngay chị em ruột cho nên chuyện ở cùng một phòng không có vấn đề gì buổi tối hôm đó trong căn phòng âm u chỉ có chút ánh sáng leo lét được thắp bằng bồn ngọn nến vừa đủ vì ở đây không cốt điện hai chị em vì khách kia mới ngồi lại nói chuyện với nhau người chị tên là linh còn người em tên là tuấn linh vừa xoa mái tóc ra cho thoải mái ngồi trên giường vừa nhìn tuấn rồi nói không hiểu sao hai ông bà nhà này làm ăn kiểu gì mà không chuyển ra thị trấn cho có đầy đủ điều kiện. Không may là có gió thông thoáng trên đã không có điện mà không có cả quạt máy nữa chắc là khỏi ngủ luôn quá. Tuần lúc này đang ngồi cô hóng mặt về phía cửa sổ hứng chút gió trời, anh liền chép miệng trả lời. Cố gắng đi, không thì lại có người nắng tay trên thì lại phải chờ thêm mấy ngày đấy. Thị trường ba ngày nữa tới rồi. Linh đưa tay luồn vào trong mái tóc chuẩn đỡ dối. Cô thở hắt ra một hơi rồi gật đầu, đành vậy thôi chứ biết sao ai bảo ông ấy chỉ thích uống mộc hồng trà mà chúng ta thì lại đang cần nhờ vả hai chị em của tuấn và linh vốn có một tiệm trà kèm với bánh ngọt ở trong thị trấn họ thuê lại tiệm này của một người trong trấn nhưng công việc đang ăn nên làm ra thì người chủ nhà đột nhiên muốn lấy lại không cho thuê nữa vào thời đó thì mọi chuyện thuê mướn đều chỉ dựa trên lời nói miệng chứ không hề có giấy tờ giống như bàn hợp đồng như là bây giờ cho nên hai chị em không thể làm gì khác. Nhưng may mắn cho họ là vài hôm nữa, ngày thị trường sẽ có việc ghé lại, vì ông ta đã có mấy lần dùng mộc hồng trà của quán và vô cùng thích loại trà này, cho nên cố ý ghé vì mục đích chỉ để uống trà mà thôi. Thế nhưng đây cũng là dịp để cho Linh và Tuấn có thể nhờ ông ta nói giúp về chuyện xin thuê lại cửa tiệm, cho nên họ bằng mọi giá phải mua cho được mộc hồng trà mang về vì tiệm của họ cũng chẳng may vừa hết. Linh đưa tay cởi thêm chiếc áo khoác cho nhẹ người nói bâng quơ. Căn nhà nhỏ hẹp như vậy không biết là ông bà Thạch làm cha ở đâu nhỉ? Tuấn khẽ nhún vài nhưng rồi cũng trả lời chị gái. Em cũng không biết, chắc là ở đâu đó trong nhà thôi. Vì có bao giờ họ bán nhiều đâu, trong mỗi lần chỉ được vài cân là cùng. Linh ngả à người xuống giường, cô rất nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chắc có lẽ vì mệt mỏi phải đi bộ từ trong thị trấn vào đây mất cả buổi chiều. Chỉ có Tuấn là vẫn còn ngồi đó. Anh đầm chiều nhìn ra ngoài cửa sổ với một đôi mắt vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Vì Tuấn có một cái tật là ngủ chỗ lạ không quen. Đang tận hưởng từng cơn gió mắt thoang thoảng có mùi hương hoa nhài bay vào từ bên ngoài cửa sổ. Tuấn bóng giật mình khi thấy có một bóng người vừa lướt ngang qua. Cái bóng mặc một bộ quần áo màu trắng toát cộng với mái tóc đen dài bay phất phơ cho nên tuấn điền khẳng định đó chính là một người phụ nữ tuấn vội vàng đứng phắt dậy anh bước nhanh về phía cửa sổ dí sát mặt vào nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng đất rộng mênh mông với những gốc thông già ở khoảng không gian khá tối tuấn định quay trở vào nói lại vin linh nhưng đang nhìn thấy cô ngủ rất say cho nên cũng thôi không gọi nghĩ mình bị hoa mắt cho nên nhìn nhầm Tuấn kẽ lắc đầu tự nói thầm trong miệng. Ở đây làm gì có ai ngoài ông bà Thạch nữa chứ, đúng thật là... Tuấn thở hắt ra một nơi định quay trở lại giường ngủ, nhưng khi vừa mới xoay lưng thì cái bóng đó là một lần nữa lướt ngang. Tuấn khẽ giật mình quay phất lại, anh nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ rõ ràng về mái tóc đang bùng xóa bay phấp với đằng sau. Tuấn lúc này mới khẽ nhíu mày rồi thầm nghĩ, kỳ lạ, kia là ai chứ, sao đang đêm lại ở bên ngoài rừng thông. Tuấn bất Trần dùng mình vì anh đột nhiên lại nghĩ đến khả năng đó không phải là người. Nhưng vốn bản tính gan lì, Tuấn cố gắng hít sâu rồi chậm rãi đi đến gần bên cửa sổ. Anh ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài quan sát thì cái bóng trắng đó biến mất từ lúc nào. Tới lúc này mới cảm thấy hoang mang, anh lại một mình lầm bẩm Rốt cuộc là ai chứ? Không lẽ là ma? Giờ Tuấn lại từ lắc đầu xuôi đi ý nghĩ đó anh tự chấn an. Trên đời này làm gì có ma, đúng là mình tự hù mình. Thế rồi Tuấn mặc kệ thì không bận tâm nữa. Anh đóng cửa sổ bình thản đi trở lại giường. Nhưng khi chỉ vừa nằm xuống, Tuấn lại nghe thấy có một âm thanh kéo kẹt vang lên. Cái âm thanh giống như có ai đó đang mở cửa. Tuấn lộm cùng ngồi dậy, anh theo phản xạ đưa mắt nhìn ngay phía cửa sổ thì đúng thật là đó đang mở toang mặc dù vừa nãy anh mới vừa đóng kín từ lúc này liền có một cảm giác gì đó bất an nhưng không muốn đánh thức chị gái cho nên đành phải bước xuống giường đi tới bên cửa sổ một mình để xem xét ở bên ngoài từng cơn gió đùa đang thổi thấp vào những tán lá cây nghe đến rào sạc tuấn thờn vào nhẹ nhõm một hơi vì nghĩ rằng cửa sổ tự nhiên mở là do gió mạnh tác động chứ chẳng phải là hiện tượng tâm linh gì Tuấn đưa tay đóng cửa lại rồi quay trở vào giường. Một đêm dài cứ trôi qua như vậy, cho đến khi trời sáng hẳn, hai chị em mới lò mò thức giấc. Ông bà Thành đến gõ cửa phòng Linh tối qua ngủ sớm, cho nên tinh thần sảng khoái điện mở cửa. Bà Thành tươi cười nhìn cô rồi nói ngay. Cô cầu ngủ ngon giấc chứ, tôi đã nấu xong bữa sáng rồi. Mời cô cầu ra ngoài ăn với vợ chồng tôi luôn cho tiện. Linh mỉm cười tắp lễ cô lịch sự gật đầu, Dạ ngủ rất ngon Làm phiền ông bà thật là ngại quá Bà Thành lúc này liền xua tay cất giọng thành thoát Không có gì đâu Dù sao thì nhà cũng chỉ có hai vợ chồng tôi mà thôi Có thêm cô cậu nữa thì cũng càng thêm vui chứ có cái gì đâu Tới lúc này mới từ trong phòng bước ra Anh cũng vừa kịp nghe câu nói đó của bà Thạch Tuấn thoáng nghi hoặc rồi hỏi lại Thật sự nhà chỉ có mỗi ông bà thôi sao Không còn ai khác nữa Ông bà Thành hơi nhíu mày nhìn nhau, ông Thành gật đầu trả lời. Đúng vậy, nhà chị có mỗi hai vợ chồng tôi, mà sao cậu lại hỏi vậy có chuyện gì sao? À không có gì cả, tôi tiện miệng cho nên hỏi vậy thôi. Cảm ơn ông bà đã cho chị em tôi ở lại, đã vậy còn mời cơm thật là ngại quá. Ông Thành khoát tay cười tươi giói. Đã bảo đừng có khách sáo, thôi bây giờ chúng ta ra ngoài dùng bữa sáng chứ, tuấn và linh vui vẻ gật đầu cả hai khép cửa phòng rồi đi theo chân ông bà thạch ra ngoài phòng khách nơi có dọn sẵn một bàn ăn khá đơn giản trong bữa ăn họ nói chuyện với nhau về mộc hồng trà về việc sản xuất và tuy nhiên về phần nguyên liệu thì đó là công thức bí truyền nên ông bà thạch xin phép không tiết lộ ông bà chỉ nói tất cả công đoàn để làm mộc hồng trà hoàn toàn từ thủ công cho nên số lượng vốn rất ít còn nơi để sản xuất ra mộc hồng trà chính là trong căn phòng riêng của vợ chồng ông bà Thạch. Thảo nào mà hai chị em Tuấn Đinh cứ mãi thắc mắc, tại sao trong căn nhà lại không nhìn thấy chỗ nào là có thể trưng dụng để làm nơi sản xuất ra loại danh trà nổi tiếng này. Sau bữa cơm, Linh xin phép ra ngoài đi dạo vòng vòng cho thoải mái, còn Tuấn quay trở lại phòng để nằm nghỉ, bởi anh không quen với cái nắng cái gió trong rừng. Phía lại cũng không hiểu tại sao từ đêm tới giờ anh lại có một cảm giác trong người vô cùng mệt mỏi tuấn đi dòng theo lối mòn trong căn nhà lót gạch hoa đã cũ sờn nhưng khi lướt qua một cánh cửa của một căn phòng trông có vẻ tối tăm tuấn thoáng nhíu mày nhìn chăm chăm với chiếc khóa to đùng anh thầm nghĩ lạ thật sao phòng trong nhà lại khóa ngoài chứ không có ai ở bên trong sao mà khóa để làm gì chứ Tuấn đứng đó mắt không rời khỏi cánh cửa phòng với một sự thắc mắc ở trong đầu. Rồi không kìm được sự tò mò, anh chậm rãi đưa tay sờ vào cái ổ khóa, thì có một dòng nói trầm đục vang lên là sau lưng. Cậu định làm gì vậy? Tuấn giật mình quay phát lại, anh nhìn thấy bà Thạch đang đứng đối diện mình với một ánh mắt lạnh như băng. Tuấn ấp úng. Ờm, um, xin lỗi. Tại tôi thấy cái ổ khóa đẹp quá cho nên định xem thử. Câu trả lời hoàn toàn không ý nghĩa của Tuấn làm bà Thành có hơi chút khó chịu nhưng vẫn cố bình thản. Chỉ là một cái ổ khóa bình thường, đây là căn phòng tư dùng để chứa đồ đạc cũ không có gì. Tuấn gật đầu răm rắp anh cười giả lạ rồi đáp: "Vâng tôi xin lỗi, tôi xin phép về phòng." Bà Thành gật đầu đứng nhìn theo bóng dáng của Tuấn mà trên gương mặt bỗng hiện lên một nét gì đó hơi khó đoán. Về đến phòng Tuấn ngồi phịch xuống giường anh thoáng nhíu mày nhớ lại. Khi nãy rõ ràng Tuấn ngửi được một mùi hương hoa nhài bay ra từ trong căn phòng đó, là mùi hương của mộc hồng trà. Tuấn lúc này mới tự suy nghĩ. Không có lẽ ông bà Thạch là mộc hồng trà trong đó, mà cũng không có gì ngạc nhiên. Mộc hồng trà làm bí kíp gia truyền, họ ký càng là đúng thôi. Tuấn ngả mình xuống giường hai mắt của anh lại từ từ khép lại, rồi ngủ thêm một giấc. Ở bên ngoài Linh đang đi ở lại giữa những gốc cây thông cao lớn cô trầm rãi hít thở thật sâu làn không khí trong lành rồi nhắm mắt vào tận hưởng linh nhìn thấy có một bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ở giữa mảnh đất trống cô khoan khoái mỉm cười rồi bước tới ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật đột nhiên lúc này ở phía xa linh bóng nhìn thấy có một bóng người tăng long com như đang gánh một cái gì đó trên vai cô thấy bóng người tăng từng bước chậm rãi tiến về phía mình linh nhìn ra đó là một bà cụ đang gánh củi Đợi cho bà ta đến gần Linh mới vội vàng đứng lên rồi cất giọng hỏi Bà ơi Sao bà lại làm việc một mình nặng nhọc như vậy Con cháu của bà đâu Bà cụ từ tốn ngước ánh mắt nhìn lên Linh Rồi không hiểu đôi mắt của bà cụ ta thoáng nhau lại Nhìn Linh một lúc hồi lâu rồi trầm giọng Tôi sống một mình không con không cháu Đi gánh cùi đổi thức ăn sống qua ngày Mà cô ở đâu tới đây Hình như cô không được khỏe linh nhìn bà cụ cô bình thản đáp: già cháu ở trong thị trấn tới nhà ông bà thạch có chút việc nhưng mà cháu vẫn đang khỏe mạnh bình thường sao bà lại hỏi vậy? bà cụ nghe linh nhắc đến căn nhà của ông bà thạch thì đột nhiên đôi mắt lại trở nên tăm tối bà ta đưa đôi mắt nhìn về hướng căn nhà khuôn mặt ẩn hiện một nét gì khó hiểu bà nói với linh nhưng thật ra đang tự nói với mình nghiệp chứng không tan đôi lúc sự yêu thương cũng là một loại tội nghiệp Linh nghe không hiểu cô tròn mắt nhìn bà cụ. Bà nói sao hả? À? Nghiệp chứng gì cơ? Bà cụ không trả lời chỉ ghẽ thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn Linh. "Cô gái, nếu không có việc gì cần thiết, tôi khuyên cô nên sớm về nhà, ở lại đây lâu không tốt, có những thứ không thể nhìn được bằng mắt thường được đâu." Nói xong bà cụ liền sốc lại cái ngồi trên vai, rồi chậm rãi đứng thẳng lên từ từ quay bước bỏ đi. Linh vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng của bà cụ đã khuất xa ở sau những cánh rừng thông vật ngàn. Linh đứng đó nhìn theo rồi tự nói một mình. Bà cụ nói là sao nhỉ? Gì mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mắt mình vẫn nhìn rõ cơ mà. Đúng là những người già thật là khó hiểu. Linh khẽ nhún vài một cái rồi xoay lưng quay trở lại căn nhà của vợ chồng ông bà Thạch. Ngày hôm đó đến tận trạng vạng tối, tuần mới chẳng tỉnh giấc linh ngồi trên ghế nước mắt nhìn em trai cô liền hỏi mày làm cái gì mà ngủ ngây vậy bộ đêm qua mất ngủ sao tuấn mệt mỏi vươn vai anh vừa ngáp vừa trả lời đâu có đâu Tôi qua em ngủ một mạch chứ mà không hiểu sao trong người cứ uể oải mệt quá trời linh lắc đầu cô liền tính dục thôi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm tối ông bà thành đang chờ thật là cũng ngại họ cho mình ăn ở lại đây mất công nấu nướng thiết đãi chắc phải trả thêm tiền vào mua phần mộc hồng trà như vậy mới phải phép chứ tuấn gật đầu đồng tình anh không ý kiến gì trong chuyện này vì tiền bạc trước giờ vẫn do linh quản lý sau bữa cơm ông bà thành xin phép đi vào trong phòng để làm trà cho kịp họ bảo chị em linh cứ tự nhiên đi dạo hoặc nghỉ ngơi gì đó thì cứ xem đây như là nhà của mình không cần phải ngại linh có thói quen sau bữa cơm phải đi dạo quanh một chút để cho dễ tiêu hóa Cô lại lang thang ra ngoài khoảng sân nhà Chứ không dám đi xa Vì ở đây ban đêm không có đèn điện Tuấn vì hôm nay cũng đã ngủ cả ngày Cho nên bây giờ tinh thần tỉnh như sáo Anh cũng cố đi ra ngoài dạo lòng vòng với chị gái Hai chị em dạo bước dưới cái không khí lúc này có phần sen lạnh Tuấn liền bột miệng nói Em trông cho đến ngày kia để được về nhà quá Ở đây chán bỏ sư Linh mỉm cười cô quay sang nhìn em trai rồi trả lời Đúng là tuổi trẻ, mấy hôm qua còn củng cố tinh thần chị xong mà. Thế nhưng mà mày không cảm nhận được ở đây cũng có cái thú vị mát mẻ yên tĩnh. Tuấn liền xua tay rồi cắt ngang. Thôi em không chịu nổi cái không gian ở đây, vừa buồn vừa chán. Lì không nói gì mà chỉ lắc đầu mỉm cười cho tay vào túi áo nhìn ngắm cảnh vật. Rồi không biết từ khi nào, hai chị em đã vô thức đi khỏi căn nhà được một khoảng khá xa. Tuấn giật mình nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng sáng của căn nhà đâu nữa. Anh hốt hoảng níu lấy tay của Linh rồi nói. Ê, hình như chúng ta đi lạc rồi, đừng tối mù đó. Linh lúc này cũng theo phần xạ nhìn lại. Trong bóng tối lờ mờ chỉ còn nhìn thấy được những bóng cây thông đang dùng lắc lá cành. Linh run giọng Chết rồi giờ sao? Mày có mang theo diêm không? Không, em có hút thuốc lá đâu mà có diêm. Đành tự tìm đường về chứ biết sao. Thế là hai chị em lại mò mẫm trên con đường đầy dãy những cỏ dại, cố gắng dừng đầu mắt tìm kiếm hướng ngôi nhà và cứ như vậy mà đi. Được một lúc thì Tuấn đột nhiên dừng lại, anh giữ tay của Linh ý bảo cô đừng đi nữa. Tuấn dòng ta liền nghe ngóng anh thì thầm. Chỉ có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có con gì đó đang kêu. Linh hơi nép người vào của em trai cô lắc đầu. Không, chỉ có nghe gì đâu, mày đừng có hù chị như vậy chứ, em không có hù đâu mà rõ ràng em vừa nghe thấy có tiếng gì đó không lẽ là thú hoang linh lúc này mới kéo mạnh tay tuấn cô liền dục đi thôi chắc là sắp đến nhà rồi chúng ta đâu có đi lâu tuấn theo đà kéo chị gái cũng đi nhanh bước đi nhưng họ chỉ vừa mới đi được vài bước thì ở phía trước mặt bỗng xuất hiện một cái bóng đen lù lù chắn ngang ở giữa đường cái bóng đen trồng tư thế bỏ xổm hai chị em linh giật mình lùi lại Tuấn ngỡ là thú hoang cho nên liền cúi xuống Nhặt một cành cây khô của qua của loại phía trước Anh lúc này liền quát Cút đi mày không sợ người sao Nhưng cái bóng đen đó bất ngờ đứng phát dậy Nó phát ra một chuỗi âm thanh thẻ thẻ nghe vô cùng quái dị Tuấn hoàng hồn khi trông thấy khuôn mặt của nó Đó là một khuôn mặt của loại mèo Nhưng lại đang trong hình dáng của một con người Đôi mắt của nó xanh lẻ đang nhìn chầm chầm vào ngay chị em Tuấn Linh lúc này cũng vừa kịp thời nhìn thấy cô kêu lên giọng điệu để ấp úng. Cái quái gì vậy trời đất ơi, quỷ miêu sao? Tuấn mặc dù sợ nhưng bản thân là đàn ông, anh cũng lấy hết can đảm để cố gắng chấn tĩnh. Vì đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một sinh vật kỳ dị như vậy. Biết là ma quỷ nhưng bây giờ có sợ hãi cũng là điều vô ích. Tuấn hít thở thật sâu, tay cầm chắc nhánh cây rồi quay sang nhìn Linh rồi nói. Chị chú ý, khi nào em nói chạy là chạy Linh run rẩy gật đầu Cô vẫn bám chặt vào người của em trai Mà trên khuôn mặt mồ hôi đằng vã dành như tắm Tuấn cẩn thận bước từng bước thật chậm Anh cố gắng không làm kinh động đến con mèo quỷ quái kia Để cho nó thấy là ngay người không muốn gây sự Cũng thật là là con mèo quỷ vốn không có ý định đuổi theo Nó cứ đứng nhìn Tuấn và Linh đang dần dần nhích đi mà gầm gừ. Được một quãng đường khá xa Tuấn lúc này mới kéo mạnh lấy cánh tay của Linh rồi kêu lớn, chạy thôi. Thế là trên con đường đất mọc đầy những bụi cây cỏ dài, bóng dáng của hai chị em đang vừa chạy, vừa cố ngoái lại nhìn đằng sau, phía một tinh thần cảnh giác cao độ. Các nhà cuối cùng cũng xuất hiện thấp thoáng gần đằng xa, Linh mừng dữ dèo lên, đến rồi. Cả hai chạy nhanh về phía đó, kính cửa chính của căn nhà còn đang mở, Tuấn kéo Linh vào rồi nhanh tay đóng cửa, Cả hai vừa thở hồn hển vừa ngó mặt ra ngoài xem chừng. Linh buột miệng nói. Chắc là nó không đuổi đâu. Nếu đuổi nó đã đuổi từ khi nãy. Tới nửa một tiếng rồi ngay chị em mới ngồi phịch xuống bộ bàn ghế gỗ ở trong gian phòng khách. Nghỉ ngơi lấy lại sự bình ổn của ngây thở một lát tuấn nói. Ông bà Thạch đâu rồi nhỉ? Phải nói chuyện này cho họ biết để xem rốt cuộc nó là thứ gì. Linh cũng gật đầu đồng tình nhưng hai chị em đi vòng hết xung quanh trong căn nhà Cũng không thấy bóng dáng của vợ chồng ông bà Thạch đâu Nhìn thấy cánh cửa họ đang đóng chặt Tuấn chấp miệng nói Chắc là ông bà đang đóng cửa làm trà Thôi để sáng mai nói mình không nên làm phiền họ Thôi đi ngủ đi chưa bắt đầu thì ở đây có vấn đề rồi Cô đến ngày kia Tuấn bật cười anh nhìn thấy chị gái của mình lúc này Bạn mày còn đang xanh thì liền trêu chọc Ủa chứ không phải chỉ thấy thoáng mắt yên tĩnh sao Linh bực mình đánh một phát vào vai của thằng em cô cáo gắt. Lúc này mà mày còn đùa được hả? Rõ ràng ở đây có chuyện gì đó kỳ quái. Cái con quỷ đó trời đất ơi, nghĩ tới vẫn còn thấy đáng sợ. Tuấn liền phải tay gật đầu rồi nói. Được rồi, em cũng khác nào chị đâu. Từ lúc sinh ra đến giờ mới nhìn thấy một thứ quỷ dị như tối nay. Em không biết nó là gì thật là kinh khủng. Sáng hôm sau Tuấn và Linh đã cố tình dậy từ sớm hai chị em ngồi sẵn đập bên ngoài bàn ăn chờ đợi ông bà thạch ở ngoài họ kể là cho ông bà nghe về chuyện tối hôm qua mình đã gặp nhưng ông bà thạch lại nhìn nhau vài giây rồi khoắt tay phủ nhận ông bà cho rằng đây là chuyện vô lý không thể nào có chuyện đó được rồi bảo rằng chị em tuấn rất có thể là đã nhìn nhầm rồi hai chị em đã cố gắng chứng minh cho lời nói của mình nhưng ông bà thạch vẫn với một cái lắc đầu mỉm cười bỏ đi vào nhà để làm đồ ăn sáng Tuấn và Linh cũng bất lực, họ chỉ đành chờ ở thêm một ngày mua cho được mộc hồng trà để nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Mấy lần trước đến mua đều đắt đặt trước, chỉ có lần này đột xuất cho nên buộc phải ở lại chờ đợi như vậy. Mà cũng vì vậy mà hai chị em mới được chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh dị tối qua. Buổi chiều hôm đó sau bữa cơm như thường lệ, ông bà thầy cũng xin phép đi vào phòng riêng để làm trà vì ngày mai đã đến kỳ hẹn phải sao hai chị em tuấn linh rút kinh nghiệm cho nên chỉ ở trong nhà đi lại lòng vòng chứ không dám bước ra một bước đi ra ngoài khoảng sân phía trước tối vì quá nhàm chán cho nên tuấn lại đi vào phòng định ngủ một giấc cố chờ đợi đến sáng mai có thể được về nhà nhưng khi vừa đi ngang qua căn phòng có cái ổ khóa to đùng anh đột nhiên vô thức đứng lại nhìn một lúc lâu từ bên trong căn phòng lúc này tỏa ra một mùi hương đặc biệt của mộc hồng trà mùi hương vô cùng nồng đậm Tuấn thắc mắc nghĩ trong đầu Lạ thật Sao lại có mùi mộc hồng trà Chẳng phải ông bà Thạch đang làm ở trong phòng ký Căn phòng này lại còn được khóa bên ngoài Thì chắc chắn ông bà không có ở trong đây Một cảm giác thủy thúc khiến cho Tuấn lúc này liền bước tới gần hơn Anh ghé mắt nhìn vào qua khe hở để quan sát Vì cửa phòng được chỉ làm bằng loại gỗ thông bình thường Cho nên về cơ bản nó vốn không được kín đáo và chắc chắn có lẽ vì vậy cho nên mới cần cái ổ khóa to vậy để giữ lại bởi vì Tuấn nhìn thấy được cánh cửa chỉ để khép hờ. Nhưng khi vừa đưa mắt vào Tuấn bỗng giật mình lùi lại mấy bước. Bên trong căn phòng đồng được mùi hương của mộc hồng trà tối tăm ấy. Có một đôi mắt sáng quắc lóe lên nhìn Tuấn chăm chăm. Đôi mắt mang một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo làm cho Tuấn muốn hét lên. Nhưng không hiểu vì sao lại không thể. Miệng của anh như có ai đó đang bịt kín cả quanh hàm đều bị tê cứng lại tuấn ngã vận xuống nền gạch hoa với đôi bàn tay run rẩy có vìn xuống dưới nền nhà để tìm kiếm sự sợ hãi lúc này anh mới lắp bắp mở miệng cây quái gì vậy hả nhưng tất nhiên chẳng có ai trả lời tuấn cả anh cố gắng đứng dậy định chạy ra ngoài phòng khách để tìm linh thì đột nhiên ngọn đèn cầy ở ngay lối đi lại bất chợt vụt tắt cả không gian nhanh chóng chìm vào bóng tối Điều đó càng làm cho Tuấn thêm phần sợ hãi Mặc dù bình thường anh vốn có bản tính gan lì Tuấn mò mẫm trong bóng đêm vừa đi vừa gọi Chị Linh chị đâu rồi Lên tiếng em nghe với chị Linh Vì căn nhà vốn không quen thuộc với Tuấn Cho nên anh rất khó khăn để tìm kiếm lối đi Tuấn cứ như vậy dò dẫm Mùi hương mộc hồng trà tỏa ra nồng nặc bám theo ở phía sau lưng của Tuấn Giống như thể có ai đó đang bị tách trà mà đi theo anh vậy các nhà lúc này chìm hẳn vào bóng tối Cũng không nghe thấy tiếng của Linh trả lời Tuấn dự cảm có điều gì đó chẳng lành anh càng gọi to Chị Linh, chị đâu rồi? Ngay lúc này Tuấn bỗng nhiên thấy có ánh đèn leo lắt Hát ra đầu đó trong một góc nhà Cũng không rõ là ở đâu Vì như đã nói đối với anh đây là một nơi hoàn toàn xa lạ Tuấn mừng rỡ vội vàng bước đi thật nhanh về phía đó thể có một dáng người thanh mảnh, rong ròng cao trong bộ váy trắng đang đứng xoay lưng lại. Hình như là một cô gái. Trên tay cô ta còn đang cầm cây chân đế đèn cầy. Đã cũng chính là luồng ánh sáng mà Tuấn vừa nhìn thấy. Lúc này không thể phân biệt được là ai. Tuấn chỉ nghĩ đó là Linh cho nên mới nhanh chân chạy tới. Vừa chạy anh vừa nói to. Chị ở đây sao nãy giờ em gọi mà không có lên tiếng. Cô gái vẫn đứng xoay lưng Tuấn vì trong lòng vẫn có chút sợ về chuyện khi nãy Cho nên cũng có phần mất đi một chút khả năng phán đoán Anh không suy nghĩ nhiều Vội vàng đặt bàn tay lên vai cô gái Mà anh cứ tưởng là chị mình Kéo vai của cô ta thì Tuấn lại bị dọa cho một phen hoàng hồn suýt ngất Khuôn mặt của cô gái từ từ quay lại đã không phải là Linh mà là một khuôn mặt trông vô cùng gớm kiếc. Khuôn mặt trắng bệnh nhìn thấy cả những đường cân đen xì hai hốc mắt sâu hoắm với cái chồng đen hoàn toàn bao phủ cái miệng rộng hoác còn dính vài vệt máu đỏ tươi nhỏ dài xuống đến tận cổ tuấn lúc này đã á khẩu vì cảnh tượng đang xảy ra trước mặt anh quá đỗi kinh dị và ngãi hùng tuấn ngã nhào ra đất miệng hàng hốc ra mà không nói được lời nào ngoài một vẻ mặt vô cùng hoảng sợ người con gái quái dị kia lúc này mới từ từ nhếch đôi môi nhợt nhạt đi mỉm cười cô ta ngồi xuống trước mặt tuấn sờ cào cái chân đèn lên để ánh sáng rọi vào mặt càng làm cho nét kinh dị của cô ta hiện rõ tuấn mở toàn ngày mắt không dám tin vào cái hình ảnh mà mình đang nhìn thấy anh lúc này mới ấp úng được vài chữ tránh ra tránh ra tôi ra tuấn vừa nói vừa thở dốc dường như lúc này nỗi sợ trong anh đã đạt tới cực điểm của cơ thể càng trở nên cứng đờ nhưng không thể chạy rồi trong bóng tối lờ mờ có một dòng cười the thé phát ra kèm theo một tiếng bộp rất lớn. Cả không gian lại nhanh chóng quay về với trạng thái yên tĩnh. Các nhà lại chìm trong bóng tối thâm u bởi vì ngọn đèn lúc này đã di chuyển qua một hướng khác. Hướng về bên gian phòng cách nơi con linh đang ngồi đọc sách để giết thời gian vì vẫn còn khá sớm nên cô chưa buồn ngủ. Trên tay của Linh là một quyển sách nói về những cổ thuật xưa, những phương pháp trị bệnh mà Linh vừa tìm thấy trong căn kéo của bàn ăn lúc tối cô say sưa đọc dưới ngọn đèn vàng vọt nhỏ như hạt đậu đôi mắt của linh cứ dán vào quyển sách như bị thôi miên vì nội dung của quyển sách quả thật làm cho cô vô cùng hứng thú đang đọc đến đoạn có một bí thuật để hồi sinh người chết thì đột nhiên ngọn đèn cầy bên cạnh lại không hiểu vì sao phụt tắt linh giật mình ngước đôi mắt nhìn thì chỉ thấy toàn một màu đen bao trùm cả không gian trước mặt và cũng giống như tuấn đây là nơi hoàn toàn xa lạ đối với linh cho nên cô không biết phải làm gì, tìm đèn và bật lửa ở đâu. Linh cứ ngồi thêm một lúc xem Tuấn có gọi mình hay không, nhưng mà đợi mãi không thích em trai của mình đâu. Linh đành chậm dại đứng lên, mò mỏ mẫm trong bóng tối là mờ. Cả căn nhà lúc này đang ngập chìm trong một màn đêm tối tăm. Linh cố gắng dùng giác quan của mình định hướng, bất chợt cô nhìn thấy từ phía bên kia góc tường đối diện có ánh đèn linh mừng giữ tường đó là ông bà thạch nên liền gọi lớn là ông bà sao may quá tôi còn đang định đi tìm để hỏi bật lửa ở đâu nhưng không có ai trả lời linh cả linh tiếp tục gọi đến những hai ba lần không thấy có sự phản hồi nào cô lấy làm lạ nên mới từ từ đi tới sẽ đúng vào lúc cô nhìn thấy cái dáng người con gái rong dòng, dòng cao đứng cầm cây chân đế đèn cầy thì cũng là lúc cô ta đang từ từ quay lại Linh lúc này như bị hóa đá Bởi thứ mà cô nhìn thấy chính là một gương mặt vô cùng kinh dị Một người con gái trông giống như ác quỷ Đang đứng đối diện với Linh mỉm cười nhìn cô Linh hoàng sợ ngác quỷ xuống nền nhà Cô thiểu thào trong hơi thở dốc Cô, cô là ai? Người con gái kinh dị kia chỉ đứng yên lặng mỉm cười Một nụ cười của cô lạnh tanh mang một luồng sát khí đậm mùi chết chóc Linh lúc này toàn thân không còn cử động được rồi trong khoảnh khắc ngọn đèn cầy trên tay của cô gái kia đột nhiên là vút nhanh về phía của Linh mang theo cả bộ mặt kỳ sợ của cô ta. Trong bóng tối lờ mờ là một âm thanh nghe đánh bụng vang lên trong căn phòng lúc này chỉ sọc lên một mùi tử khí. Sáng hôm sau ông bà Thành vẫn với một thái độ thản nhiên ngồi ăn cơm cùng nhau mà không hề thắc mắc về sự mất tích của hai chị em Linh. Sau bữa cơm bà Thành còn cẩn thận bê một khay thức ăn đi vào đặt ngay ở trước cửa phòng cái ổ khóa to đùng. Nhưng bây giờ nó không còn khóa nữa mà chỉ khép hờ. Bà Thành vừa đặt khai thức ăn xuống liền gác sắt miệng của mình vào thì thầm gì đó, rồi lại nhanh chóng đứng lên bước vội ra ngoài. Các nhà lại quay trở về trạng thái yên tĩnh giống như thường lệ. Ông bà Thành vẫn tiếp tục làm trà để bán lẻ, cũng không ai biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong căn nhà và cũng không ai biết đến sự từng có mặt của hai chị em linh tuấn và tất nhiên sẽ lại càng không biết cuối cùng họ đã bị điều gì xảy ra đêm đó cho đến một ngày căn nhà của ông Bạt thạch lại có hai vị khách từ phương xa đến tìm hỏi mua mộc hồng trà hai người khách này có hai người đàn ông trung tuổi họ giới thiệu mình là dân buôn đào bên thị trấn lân cận nghe danh của mộc hồng trà nổi tiếng khắp vùng cho nên không quản đường xa mà lặn lội tới đây ông bà thành cũng niềm nở ra tiếp đón và vẫn với một câu nói quen thuộc ông bà vẫn nói rất nhiều lần mỗi khi có lượt khách mới đến đây gõ cửa nhà mời hai vị ngồi thật tiếc quá mộc hồng trà của chúng tôi mới hết chẳng phải đợi hai ngày nữa mới có đấy hai người đàn ông nghe vậy thì lúc này mới vội vàng đứng lên cất giọng Vậy nếu ông bà không phiền thì cho phép chúng tôi ở lại có được không? Thú thật là chúng tôi ở xa, đi lại cũng có phần khó khăn bất tiện cho nên... Bà Thành nét mặt vui vẻ thích rõ, bà nhanh chóng gật đầu rồi trả lời. Được chứ, chỉ sợ nhà chúng tôi chật hẹp sẽ làm cho hai vị đây không được thoải mái. Hai người đàn ông tất nhiên lắc đầu xua tay, họ vốn không hề bận tâm đến điều kiện hay hoàn cảnh như thế nào mà cái họ cần là có thể mua được mộc hồng trà đem về vì đó mới là mục đích chính cho chuyến đi này ông bà thành mỉm cười nhìn nhau không nói gì nhưng lại có chung một ánh mắt hiện lên một nét gì đó vô cùng tâm cư bà thành vui vẻ ra chiều hài lòng rồi sau đó xin phép ra sau nhà để chuẩn bị nấu cơm thiết đãi vì lý do dù sao thì nhà cũng có hai ông bà thêm người ăn thì cũng thêm vui chứ không có gì phải ngại Buổi tối hôm đó hai người khách lại được ông bà Thạch sắp xếp cho ở trong căn phòng mà hôm trước Tuấn Vi Linh đã từng ở qua. Họ không cần tắm rửa mà nằm xuống nghỉ ngơi vì cảm thấy trong người khá mệt. Một người trong đó có phần tỉnh táo hơn. Ông ta tên là Bách. Ông Bách nằm được một lúc thì chậm rãi ngồi dậy. Ông đi một vòng xung quanh trong căn phòng để tham quan, mặc dù trong phòng cũng chẳng có gì. Sau khi đi đến bên cửa sổ, Ông Bách thấy bên ngoài có rừng thông Nên cũng liền kéo chiếc ghế gỗ kề sát Ngồi hóng mặt ra ngoài Hưng lấy từng đợt gió đang thổi lùa vào bên trong Đang mải thả mình vào bầu không khí trong lành êm dịu Thì đột nhiên ông nhìn thấy có một cái bóng người trắng toát Đang đi từng bước chậm rãi ở ngoài Những gốc cây thông già Ông Bách mở to đồ mắt ra nhìn chằm chằm vào cái bóng người kỳ ảo đó giờ khi nhận ra đó là một người con gái ông mới khẽ lẩm bẩm một mình con gái nhà ai mà đêm hôm còn đi ra ngoài rừng vậy chứ chẳng lẽ là người của nhà ông bà bán trà vì xung quanh đây có thấy nhà ai nữa đâu ông bách cứ dán cặp mắt của mình vào trong cái dáng người thanh mảnh kia cho đến khi cô gái đột nhiên biến mất sau một gốc cây thông làm trong bách bỗng thấy giật mình ông cố rời mắt nhìn lại cho thật kỹ nhưng mà tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng dáng cô tan đâu Thế chuyện này có phần nơi quái gì Ông Bách mới đến bên giường định lại gọi người bạn của mình là ông Tùng Nhưng cái thiết ông Tùng ngủ xanh như chết Ông Bách cũng thôi không thèm gọi Mà một mình bỏ đi ra ngoài Cái nhà lúc này u ám chỉ khắt lên một vài giọt sáng leo lát của ngọn đèn cây vừa đủ Ông Bách chậm rãi bước từng bước Đi ra bên ngoài phòng khách Ông nhìn thấy một bóng người đang ngồi đọc sách Trên bộ bàn ăn cạnh ánh nến lập lòe. Đó là một cô gái trẻ. Ông Bách vội vàng đi tới. Ông nhìn cô gái trong bộ váy trắng cất dòng vô cùng lịch sự. Chào cô. Thật là ngại quá đã làm phiền tôi làm Bách. Người tới đây mua trà. Vì đường xa cho nên tôi xin phép nghỉ lại để chờ ông bà Thạch. Có phải cô là người trong nhà này? Cô gái ngước đôi mắt lên nhìn. Cô ta có một khuôn mặt nhợt nhạt trông thấy rõ, xây bóng tối lờ mờ. Cô gái mỉm cười nhìn ông Bách. Tất nhiên tôi là người trong nhà này nên mới có thể ngồi đây chứ. Ông Bách nghe vậy thì bất chợt cười xòa, ông đưa tay gãi đầu. <laughs> tôi hỏi câu vô nghĩa quá phải không? Vậy cô là con gái ông bà? Phải. Cô tên gì hả? Mộng. Có phải à, lúc nãy à, là người ở bên ngoài rừng thông không? Cô gái lắc đầu bảo rằng mình chỉ ở trong nhà vì cơ thể vốn không được khỏe. Ông Bách cho rằng mình nhìn nhầm cho nên lên tiếng xin lỗi. Cô gái tên Mộng cũng cười nói không có gì, sau đó đứng lên xin phép trở về phòng. Chỉ còn Đông Bách ngồi lại, ông nhận quyển sách đang đặt trên bàn của cô gái vừa đọc khi nãy lên xem. Nhìn thấy bìa của quyển sách khá ngay, cho nên ông nhất quyết ngồi xuống để đọc. Vì mà dù gì thì bây giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ. Đang đọc đến đoạn có một bí thuật dùng để hồi sinh người chết. Ông Bách bỗng giật mình vì ngọn đèn cây bên cạnh không hiểu vì sao lại vụt tắt nhưng ông vẫn còn ngồi im mật đó trên ghế chưa vội đứng lên trầm rãi đặt quyển sách xuống bàn ông lục trong túi quần ra một hộp xiêm nhưng mà chưa kịp đánh đừa, ông bách đã nhìn thấy từ bên trong góc nhà có ánh sáng cầu một ngọn đèn đang từ từ di chuyển về phía của mình ông nghiêng đầu qua một bên để nhìn thì thấy có người đang bưng trên tay ngọn đèn đang dần dần bước tới ông bách lúc này lên tiếng hỏi ai vậy là ông bà thạch sao nhưng người đó không trả lời, ngọn đèn cây mờ ảo vẫn còn đang dần di chuyển. Ông Bách ngồi im chờ đợi vì nghĩ rằng đó là một trong ngay vợ chồng ông bà Thạch. Nhưng khi cái bóng người đó vừa đi tới, thì ông Bách liền bị dòi cho một phen hoàng hồn, vội vàng hét toáng lên. Cái, cái gì vậy? Khuôn mặt kinh gì hiện ra dưới ánh đèn leo lát, khuôn mặt của loài ma quỷ nhưng trong bộ dáng của một người con gái, có mái tóc dài bùng xọa chấm lưng cô ta nhếch miệng mỉm cười hai hàm răng nhộm đỏ màu máu tươi loang lổ hiện ra thấp thoáng khiến cho ông bách liền lên cơn trụy tim mà chết người con gái kinh dị đó lúc này mới từ từ ngồi xuống cô ta đang cầm ngọn đèn cầy trên tay xoay vào khuôn mặt còn đang hiện lên nét kinh hoàng của ông bách mà mỉm cười thỏa mãn đoàn cô ta cúi xuống cái miệng há ra rộng hoác hút lấy luồng sinh khí cuối cùng còn sót lại của ông bách một làn gói đen mỏng tang trôi ra từ bên trong miệng của ông Bách truyền vào trong miệng của cô ta, rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Cô ta chậm dại đứng dậy, nhưng khi vừa xoay lưng định bỏ đi, thì một giọng nói trầm đục lại vang lên. Con ổn chứ? Hôm nay đã đủ chưa? Cô gái bất chợt dừng lại hai cánh môi thâm xì khẽ mấp máy. Chưa, vẫn còn ít lắm. Khi nào khuôn mặt của tôi vẫn còn chưa xinh đẹp trở lại, thì bao nhiêu cũng không đủ. Nói xong cô ta quay ngoắt đi mà không nói thêm điều gì. Và cái người vừa lên tiếng đó chẳng phải ai khác, chính là bà Thạch. Bà ta đứng tần ngần nhìn thấp bóng lưng cô gái khuất dần, Công ngọn đèn thì khét thở dài tự nói. Phải chăng mình đã sai lầm? Sáng hôm sau ông Tùng thức dậy, nhìn quanh quất một hồi cũng không thấy bạn mình đâu. Nghĩ là ông Bách đi ra ngoài rồi cho nên ông Tùng mới chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường vì là đàn ông cho nên ông chẳng có thói quen vệ sinh cá nhân kỹ càng với thêm một phần ở đây cũng là một nơi hoàn toàn xa lạ ông tùng vừa bước chân ra đến phòng khách thì đã thấy ông bà thành ngồi sẵn trên bàn ăn bà thành tươi cười lên tiếng ông dậy rồi sao thế vợ ăn chung với tôi luôn thế tôi định vào gọi ông nhưng sợ có khi ông đang ngon giấc cho nên lại ngại làm phiền ông thành cũng góp lời với vợ Ông Tùng thấy hai vợ chồng chủ nhà nhiệt tình như vậy thì vui vẻ gật đầu. Ông bước tới rồi thật nhanh ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ, cất giọng lịch sự nói. Thật là ngại quá, làm phiền ông bà chỗ nghỉ ngơi rồi còn... Ông bà Thành sụt tay ý bảo ông Tùng đừng khách sáo. Bàn ăn rất đơn giản, toàn là những món ăn thanh đạp ít thịt cá, nhưng bộ lại trông có vẻ ngon mắt. Thế ông Tùng cứ đứng ngó nghiêng xung quanh, lúc này bà Thành mới mỉm cười lên tiếng, Ông tìm bạn của ông Vừa sớm tôi đã thấy ông ấy ra ngoài Hỏi đi đâu ông ấy bảo đi vào thị trấn mua đồ Âu Tùng nghe vậy Thì gật đầu mỉm cười lên tiếng cảm ơn bà Thạch Cả ba người vừa ăn cơm Vừa nói chuyện về việc mua bán Không như trao đổi giá cả của mộc hồng trà Cho đến khi xong Âu Tùng xin phép đi dạo Quanh một lúc Sau đó trở về phòng nằm nghỉ để chờ đợi ông Bách Cho đến khi chiều buồn chờ mãi không thấy bóng dáng của bạn mình trở về Ông Tùng có hơi sốt ruột cho nên liền bỏ ra ngoài địch đi tìm. Không thấy vợ chồng ông bà Thạch đâu cho nên ông Tùng cũng không thể báo mà mở cửa rồi để đó nhanh chóng đi vào rừng thông bờ bên ngoài căn nhà ra bước nhanh hướng về thị trấn khi trời lúc này cũng tầm chạm vạng. Đi được một quãng khá xa thì cả không gian đã bị một màu đen tối bao trùm. Ông Tùng lấy ra chiếc zippo quý giá của mình bật lửa soi đèn. Nhưng ngay lúc này ông chợt giật mình khi thấy có một âm thanh gì đó phát ra từ trong bụi cây trước mặt. Cái âm thanh nghe giống như là tiếng của một con động vật nào đó đang kêu rú. Âu Tùng bất sắc đứng lại nghe ngóng vì bản thân vốn từng là lính cho nên ông có một thần kinh thép không hề biết sợ. Rồi sau khi đã xác định được vị trí nơi phát ra của cái âm thanh đó, Âu Tùng không ngần ngại bước thật nhanh đến gần bụi cây để kiểm tra xem rốt cuộc nó là gì bất ngờ từ trong bụi cây liền phóng ra một thân người trắng toát làm cho ông tùng giật mình lùi lại thân thể của một người nhưng khuôn mặt nó lại trông vô cùng kinh dị ông tùng ngã nhào ra đất cả quanh hàm cứng đờ câu nói tròn câu cái gì thế này quỷ miêu chính xác đó là một con vật mà hôm trước hai chị em tuấn linh cũng đã từng nhìn thấy nó mang khuôn mặt của loại mèo hoang nhưng lại trong cơ thể của một người con gái mảnh mai gầy guộc con sinh vật dường như không nói chuyện được Nó chỉ đang ở trong tư thế bỏ sồm Nhà hai chiếc răng nành nhọn hót cầm ngừ Ông Tùng lúc này kinh hãi Nhưng vẫn cố gắng dùng lý trí Để mình bình tĩnh lại Ông từ từ đứng dậy Đôi mắt nhìn chầm chầm con sinh vật kia rồi nói Mày, mày là người hay ma Con sinh vật gầm ghè Nó góc mắt lên trong đêm tối Nhìn ông Tùng không chớp Ông Tùng vốn là con nhà lính cho nên lúc này cũng dần cảm thiện chấn áp được nỗi sợ. Ông vội lên tiện tay nhặt thêm một cú cú to bên cạnh. Ông lầm lầm cú cú trên tay nhìn con sinh vật duyệt lớn rộng. Mày muốn chết lòng vào đây, thầm nói cho mày biết. Bố mày đi từng trên chiến địa, đừng có hòng dọa được tao. Ông Tùng vừa nói vừa nhích dần đến gần con sinh vật. Có lẽ lúc này nó cũng đã nhận được sự nguy hiểm từ ông cho nên liền giơ cao mười móng vuốt từ đôi bàn tay đầy những gân đen xanh chỉ có điều là không thể tấn công hay phòng bị Âu Tùng nghĩ rằng cũng hít vào thật sâu một làn hơi để lấy hít can đảm nhảy bổ vào con sinh vật vẫn còn đang gầm gừ đứng trước mặt của mình rồi sau một hồi vật lộn với con sinh vật kỳ quái đó ông tùng cũng chiếm được thích thượng phong bởi xem ra con vật chỉ có bề ngoài quái dị Trước sức mạnh hay tâm linh thì nó hoàn toàn cũng giống như loài động vật bình thường. Ông Tùng một tay bóp lấy cổ con sinh vật, một tay cầm lấy khúc gỗ định giáng xuống đầu, thì đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên sông lưng. Xin đồng hạ thủ lưu tình. Nó không có tội gì cả, nó chỉ đang muốn giúp ông. Ông Tùng giận mình quay lại và cũng vì lơ là, cho nên ông vô tình nới lòng bắn tay của mình khỏi cổ con sinh vật. Nó ngay lập tức vùng dậy vội vàng chạy về sau, nép sát vào người vừa lên tiếng với một khuôn mặt đang toát lên sự sợ hãi, không dám nhìn vào ông Tùng. Ông Tùng nhìn kỹ thì thấy người vừa lên giọng nói là một bà cụ già lưng cầm, trên tay cầm một cây gậy gỗ. Bà ta còn vỗ vỗ bàn tay nhăn nheo của mình lên đầu con sinh vật giống như là vỗ về nó vậy. Ông Tùng lúc này đành thép hỏi, bà là ai? Tại sao lại ngăn cản tôi giết nó? Hay chính bà là người đã tạo ra nó? Bà là phù thủy hay là thầy pháp? bà cô lúc này mới chầm chầm bước gần thấy ông tùng khuôn mặt của bà ẩn hiện mập mờ trong bóng tối giữa rừng thông bật ngàn động gió bà cô mềm cười hiền lành cất dòng từ tốn tôi không phải là phù thủy cũng không phải thầy pháp tôi chỉ là một con người bình thường có chút ít căn quả để tồn tại giúp đời vậy thì nó là gì câu chuyện này khá dài nếu không phiền thì xin mời về nhà tôi tôi sẽ kể lại cho ông nghe hết mọi chuyện đầu đuôi Ông Tùng nhanh chóng gật đầu bởi không hiểu sao Ông lại có một sự tò mò thuy thúc Muốn biết sự thật về con sinh vật quái dị này Ông theo chân của bà cụ đi trên con đường mòn Để những bụi cây cỏ dại Giữa rừng thông Trong bóng tối lờ mờ Mà quên mất việc phải đi tìm ông bách bạn mình Còn sinh vật lúc này lẽo đéo đi theo phía sau lưng bà cụ Với tư thế bỏ sổm Mặc dù nó đang trong cơ thể con người nhưng bây giờ ông Tùng lại nhìn thấy ở đó có một điều gì đó rất đáng thương, hoàn toàn vô hại, chứ không phải là một loài yêu man đáng sợ như khi nãy ông đã lầm tưởng nữa. Căn nhà của bà cụ nằm khuất sau một dài thông già cao lớn. Căn nhà được dựng sơ sài chỉ bằng những tấm bạt mỏng tăng tối màu. Phía trên thì lợp bằng một lớp lá chanh cũ nát. Nếu không để ý kỹ thì cũng chẳng ai biết nơi đây có một căn nhà tăng tọa lạc. Bà cụ mở tấm bàn chui vào trước, còn sinh vật liền ngay lập tức phóng theo rồi mới đến lượt ông tùng ngồi trong căn nhà chỉ với một chút ánh sáng leo lét được thắp lên bởi ngọn đèn dầu bên cạnh cốc nước suối ông tùng lúc này không còn đủ kiên nhẫn ông cất giọng hỏi dồn suốt cuộc chuyện là như thế nào bà có thể nói được không nó là gì ông vừa hỏi vừa chỉ tay vào con sinh vật kỳ quái đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn cũ rách bà cô nhìn theo ông rồi khét thở dài điên tiếng chậm rãi trả lời nó vốn từng là người bà nói sao nó từng là người bà cụ gật đầu ánh mắt xa xăm nhìn về bên ngoài rừng thông rồi từ từ kể lại bà nằm về trước có một gia đình khá giả nọ sống bên thị trấn xa xôi ở phía nam họ có một cô con gái vô cùng xinh đẹp cái con gái này tên là mộng được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn cho nên chưa bao giờ cô phải động thay chân làm việc gì Cậu có một người hầu gái thân cận tên là Nhan Giờ khi đến tuổi cập kê Mong đừng cho mẹ đem gà cho con trai của một nhà trường giả giàu sang có tiếng trong chấn Nhưng mà người chồng này của Mộng lại là một kẻ ăn chơi chắc táng Lại còn có một cái tật ong bướm Suốt ngày bỏ bê Mộng ở nhà Tôi thổi tới các độ điểm lầu xanh quán hát để phung phí tiền. Cho đến một ngày hắn còn dám cả gan dẫn cái đím về nhà mây mưa mà cứ một chút kinh rèng hay nề sợ. Vì mộng bắt gặp mắn không những không thèm quan tâm giải thích, khi thích mộng nổi trận đôi đình, còn thằng tay giết chết mộng trong cơn thức giận. Sau mọi chuyện bị bại lộ cho nên cả nhà của hắn mới đem sắc của mộng bộ vào trong quan tài, rồi chôn sâu xuống mảnh đất phía sau nhà. Nhưng thật không may cho bọn họ, mọi chuyện xảy ra đều bị cô người hầu của mộng, đó chính là nhan nhìn thấy tất cả. Nhàn lập tức quay trở về báo cho cha mẹ của Mộc biết. Ông bà nghe xong thì vội vàng chạy đến để tìm con gái. Rồi sau khi đến nơi, họ chỉ nhìn thấy một căn nhà trống rỗng, thì cũng đủ biết rằng cả gia đình tiên sát nhân đã gom hết của cải có lẽ vì sợ tội mà trốn tìm mất. Nhàn chỉ cho ông bà chỗ tiền chồng ác nhân khi chôn vùi xác của mộng. Ông bà đau đớn đào lấy xác đem con gái của mình mang trở về nhà và họ dường như không chấp nhận được sự thật vũ phàng là con của mình đã chết. Họ đi tìm thầy pháp với hy vọng nếu kéo một chút cơ hội cuối cùng sống sót cho mộng. Người thầy pháp họ mời về là một người thầy tàu, có chất giọng lớn ngữ. Lão ca xem qua sắc của mộng rồi phán rằng, con gái của ông bà đã chết, nhưng còn may mắn là thời gian chưa đủ lâu để băng hồn chính phách chưa bị phân tán. Tôi có một bí thuật bây giờ chỉ cần làm đúng theo trình tự và cách thức của tôi thì con gái của ông bà sẽ đừng hồi sinh cha mẹ của mộng nghe vậy thì mừng dỡ họ liền hỏi bí thuật đó là gì chúng tôi phải làm sao lão thầy pháp lấy ra một cuốn sách lão ta đưa cho cha mẹ của mộng rồi nói trong đây có tất cả những gì mà ông bà cần còn có rất nhiều thứ khác nữa ông bà cứ từ từ chiêm nghiệm Cha mẹ của Mông nhờ lấy quyển sách trong tâm trạng hết sức vui mừng vì họ đang trông chờ và hy vọng con gái của mình sẽ được sống. Ngày sau đó thì Lão Thầy Pháp cũng đã ở lại để trợ giúp cho họ các nghi thức nằm trong bí thuật ban đầu. Vì Mông chỉ vừa mới chết nên hồn phách của cô còn chưa tiêu tán. Lão Thầy lập đàn trước quan tài của Mông Dùng một lá bùa màu vàng ống trên đó có họa chi chít những câu bùa chú hắn tự lão giam linh hồn của mộng vào bên trong đá bùa. Còn giác hồn thì lão cũng đã dùng phép để gá vào bên trong cơ thể của một con chó đen, rồi dằn phải nuôi nấng thật kỹ ở trong nhà. Riêng phần sinh hồn thì lão bảo cho mẹ của mộng phải tìm một con mèo đen để giảm nhốt, nhưng cần phải có một người để hy sinh ăn thịt mèo đen. Ông bà không hiểu chuyện lắm cho nên điện hỏi Tại sao phải ăn thịt nó? Lão lúc này liền giải thích Vì là mèo cho cùng cũng là loài linh thú Nếu không có cơ thể người áp chế Thì sinh hồn của mộng sẽ bị chính bản thể của con mèo đen ăn mòn Và không thể trở về với thân xác Cho nên cần phải có một người con gái trình trắng Để đảm nhận việc ăn thịt con mèo đen kia Để giữ phần sinh hồn thể cho con gái của ông bà Cha mẹ của mộng lúc bấy giờ mới hiểu ra Họ đưa mắt nhìn nhau và hình như cả hai người đều có cùng một chung suy nghĩ. Nhan, người hầu cần của gia đình ông bà bị ép buộc phải làm điều đó. Cô lắc đầu cương quyết không chịu, nhưng với sức lực yếu đuối của một cô gái, làm sao có thể chống lại được cả ba người. Thế là phần sinh hồn của mộng được gã thành công, giữ lại nhờ thân sắc của Nhan. Nhưng vì Nhan là một người còn sống, cô còn có bản thể và sinh hồn riêng của mình, cho nên lý trí của cô đã trỗi dậy nhàn không cam tâm bị chính chủ nhân lợi dụng vì cô biết nếu để cho sinh hồn của mộng ngự trị đủ thời gian thì chính cô sẽ bị ăn mòn bởi môn tà thuật của lão thầy tàu nhàn bị giảm trong một căn phòng u tối chỉ trong một ngày sau khi ăn thịt con mèo cô đã biến đổi cơ thể hoàn toàn cô biến thành một sinh vật gớm ghiếc với đủ khuôn mặt của loài mèo hoang dại trong thân xác của con người Nhan nhận ra bản thân cô bây giờ không khác nào một loài vật quái dị Sự đau khổ đã tức dần bộc phát Làm cho sinh hồn của Nhan trở nên mạnh mẽ hơn Cô dần dần phá bỏ được tà thuận của lão thầy Pháp Để được sinh hồn của mộng ra khỏi cơ thể rồi chạy trốn Sinh hồn của mộng không còn để chú ngụ bắt buộc phải tan biến đi Đồng nghĩa với việc mộng đất không còn có thể hồi sinh được nữa Cha mẹ của Mộng vô cùng tức giận, quyết tâm bắt Nhan về để trị tội. Kể từ đó Nhan phải trốn lùi trốn nhùi trong các xó xình dưới sự truy sát của ngay ông bà. Rồi cuối cùng cô cũng được một bà lão thương tình ra tay cứu giúp. Mộng đi mất đi sinh hồn cũng không thể nào sống lại. Những tưởng mọi hy vọng như vậy là bị dập tắt. Thế nhưng lão thầy Pháp kia lúc này lại nói Không sao vẫn còn có cách. Cha mẹ của Mông nghe thấy như vậy thì liền lập tức hỏi, cách gì? Chỉ cần có cách, giàu khó khăn hay tốn kém thế nào chúng tôi cũng xin làm, xin thầy chỉ dẫn. Lão Thầy Pháp lúc này từ tốn nói, không có sinh hồn có thể tạo ra sinh hồn bằng cách hút lấy sinh khí của người khác. Nhưng quá trình này sẽ mất một thời gian, vì sinh khí của người sống vốn không được nhiều. Hướng hồn nếu mà người bị hút phát hiện họ sẽ phản kháng lại. Nên ông bà cần thu thập thật nhiều người về đây để cho cô ấy hút đi sinh khí. Sinh khí càng tích tụ nhiều thì thời gian hồi sinh cô ấy lại càng nhanh chóng hơn. Cha mẹ của mầm lúc này đã hiểu, họ bắt đầu thực hiện cách thức để hồi sinh theo lời của lão thầy tà Pháp kia. Đầu tiên thì họ đặt mộng vào trong quan tài để cho cô dễ dàng hấp thụ âm khí. Luồng âm khí này sẽ giữ cho cơ thể của cô có thể không bị phân hủy trong một thời gian 7 ngày kèm theo đó là dùng trà thảo mộc để đổ vào trong quan tài ướp xác. Sau 7 ngày lão thể pháp lập đàn thần linh hồn và giác hồn của mộng để cho cô có thể hút lấy sinh khí của người sống mà tạo ra sinh hồn cho chính bản thân của mình. Ban đầu quá trình này phải cần đến giúp sức của cha mẹ mộng vì cô chưa có sinh hồn để có thể tự thực hiện được. Dần dần phần sinh hồn hình thành ít ỏi, nhưng cũng đủ cho mộng từ ngội dậy được và đi lại được lanh quanh ở trong nhà. Sau một thời gian, vì không muốn bị người khác nghi ngờ, cho nên cha mẹ của Mộng mới quyết định rời đi, mang theo cái chiếc quan tài có Mộng nằm trong đó, vào trong rừng thông này để mà làm nhà trú ẩn. Tiếp theo, chiêu dụ người sống bằng cách tạo ra nghề buôn trà, để Mộng có thể tiếp cận mà hút sinh khí của họ, khiến cho họ phải chết. Ông Tùng nãy giờ vẫn ngồi im lặng để lắng nghe, lúc này mới bất giác ngó nhìn sang con sinh vật đang nằm trong một cốc ông lúc này liền những mày hỏi nếu tôi không lầm đây là người hầu gái là cô nhan bà cô lúc này liền gật đầu rồi nói chính là nó năm đó khi cứu được nó thì nó đang trên đường trốn chạy nhìn con bé hoàng sợ tôi không thể cầm lầm. tôi đã đem nó về nhà nuôi dưỡng nhưng con bé vốn tính lương thiện nó vẫn muốn giúp đỡ cho những người bị ông bạch thạch chiêu dụ bằng cách muốn tôi đi theo gia đình họ đến đây. Con bé đã cố tình xuất tiền để hù dọa làm cho những vị khách của gia đình đó bỏ đi. Nhưng vẫn có một số người không biết và vẫn vô tình trở thành nạn nhân mà cả tôi và con bé không thể làm được gì. Ông Tùng lúc này mới bừng tỉnh ông nhớ ra bàn của mình là ông Bách liền lập tức đứng dậy rồi nói không được rồi tôi phải quay lại đó. Bạn của tôi còn chưa biết được chuyện này E rằng sẽ gặp nguy hiểm Tôi cũng không ngờ ẩn sau vẻ đạo mạo kia Là hai bộ mặt giết người không gây tay Một bí mật động trời đến được che giấu Thực sự tinh vi Nói đoạn ông lại nhìn sang con sinh vật Và đó cũng đã từng là một người Con gái hiền lành Lương thiện đến đáng thương Ông Tùng mím môi bất giác nhìn nhan rồi nhẹ giọng. Tôi xin lỗi chuyện kỳ nãy là do tôi không biết mong cô bỏ quá cho một người thô lỗ như tôi nhàn vẫn còn nằm im đôi mắt hoang dài nhìn lên một vệt sáng sau đó không còn biểu hiện gì nữa bà cô nhìn cô thở dài rồi nói với ông tùng con bé không nói chuyện được tôi chỉ có thể giao tiếp với nó qua thần thức mà thôi ông tùng nghe vậy thì thấy trong lòng tự nhiên dâng lên một niềm thương cảm cho số phận của nhan một người con gái bỗng nhiên bị đọa đầy biến thành hình dạng người không ra người thú không ra thú hẳn là cô đã rất đau khổ ấy vậy mà tấm lòng thiện lương của cô vẫn không hề mất đi trái lại cô còn biết lo nghĩ và muốn giúp đỡ người khác thật làm trông tùng tự nhiên cảm thấy mình có nhỏ bé trước mắt của người con gái này ông lúc này liền lên tiếng thôi tôi xin phép bây giờ tôi phải quay lại nơi đó để tìm bạn của tôi khi nào xong tôi sẽ quay trở lại để nói chuyện thêm với bà. Bà cô lắc đầu ngăn cản ông. Tôi khuyên ông chớ nên quay lại đó. Bây giờ cô gái kia đang hóa quỷ. Bởi cô ta đang hút quá nhiều dương khí của người sống. Và còn ăn luôn tim cả của họ. Phần màn tính đó đã trở nên quá đối mạnh mẽ. Rồi cả tôi cũng không làm được gì. Thì huống hộ một người bình thường như ông. Tôi cũng chỉ nghĩ bạn của ông chắc đã... Ông Tùng lúc này khuôn mặt đanh lại rồi ông lắc đầu rồi nói Tôi không sợ, nếu như không về ai sẽ là người kết thúc chuyện này chứ Dù có thế nào tôi cũng cần phải thử Nói xong ông Tùng nhất quyết rời khỏi căn nhà của bà cụ Trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn nhan một lúc lâu Thế cô vẫn còn đang nằm cuộn tròn với khuôn mặt của loài mèo hoang dại Điều đó khiến cho ông thêm phần thôi thúc nhất định phải đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp đáng thương này. Bà cụ không cần được ông Tùng nên đã lấy từ trong tay áo ra một túi vài nhỏ đưa cho ông bà. Cầm lấy, bên trong là một lá buồn định hồn, nó sẽ giúp cho ông trong lúc cần thiết, hãy cẩn trọng. Ông Tùng nhận lấy chiếc túi khét gật đầu cảm ơn rồi bước vội ra bên ngoài. Mà đêm đen lúc này hầu như đã bao trùm cả khu rừng thông bạt ngàn nhưng vẫn còn sót lại chút ánh sáng nhỏ nhoi của các vị tinh tú. Ông Tùng bước thật nhanh trên con đường đầy những bụi cỏ mọc hoang. Lúc này ông cũng không muốn vào trong thị trấn để tìm ông Bách nữa. Vì nghĩ rằng nếu ông Bách còn ở trong thị trấn thì tốt. Còn nếu như ông Bách có lỡ quay về căn nhà ma quỷ đó thì ông càng phải nhanh chóng đi đến đó hơn để cứu lấy bạn của mình. Căn nhà xuất hiện từ đằng xa, vẫn là cánh cửa chính đang mở toàn nhìn lúc ông Tùng rời đi. Vậy nhưng không hề sợ hãi, trái lại bước nhanh hơn về phía trước. Ông đi thẳng vào bên trong ngó nhìn giáo xác miệng lúc này liền gọi lớn. Ông bà Thạch, ông bà đâu rồi? Bà tôi đã về chưa? Thế nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Ông Tùng đi thẳng vào trong nhà, cũng không thấy ai ở đó. Nhớ lại lời của ông bà Thạch nói hôm qua, buổi tối họ phải vào trong phòng riêng để chuẩn bị cho công việc làm trà ông tùng thôi không gọi nữa mà đi thẳng lên trên phòng khi đi ngang qua căn phòng có chiếc ổ khóa to đùng ông tùng ngừng lại bởi người đừng mùi hương cùng một hồng trà phẳng phất ông tùng thoáng cao mày nhưng rồi ông cũng phát hiện ra chiếc ổ khóa kia đang mở không ngần ngại ông vội vàng đưa tay gỡ bỏ chiếc khóa rồi đẩy mạnh cánh cửa cảnh tượng kinh hoàng kinh dị đập vào mắt của ông bên trong căn phòng là lan liệt những bộ xương người nằm chồng chất còn có những xác nhơ nhớp nhưng được bao phủ bởi một lớp gì đó tỏa ra mùi hương giống như là thảo dược vậy bây giờ thì ông tùng đã hiểu đây là cách thức mà gia đình này dùng để nấu những xác người không để ai phát hiện họ dùng trà tầm ướp làm át đi mồi thối rữa của những cái xác chết đó cũng là để đẩy nhanh quá trình phân hủy hòng giấu nhẹm đi tội ác của mình. Âu Tùng vốn bản tính can lì từ lúc còn thanh niên, cho nên trạng thái kinh hoàng chỉ thoáng qua trong giây lát, rồi cũng dần dần bình tâm trở lại. ông bước thật chậm rãi vào bên trong căn phòng, cẩn thận dò xét từng cái sắc một, thì bắt gặp ông bách Bản của mình đang nằm trong một góc với một đôi mắt mở trừng trừng, dường như là trải qua một điều gì đó vô cùng kinh khiếp. Ông Tùng bị sốc Thế là điều bà cụ kia nói là đúng Ông Bách đã bị sát hại Từ đêm hôm qua Ông Tùng lao tới trộm lấy váy áo của bạn mình nhấc lên rồi gọi Bách Tại sao lại ra nông nỗi này Tôi đang hại ông Sẽ như chúng ta không đến đây có phải không bị mất mạng Là tại tôi Ông Tùng vừa túm lấy bàn vừa kêu lên thẳng thốt Ngay lúc này ở bên ngoài phòng Có một người bước vào Ông Tùng quay phát lại thì đó là một cô gái trên tay cầm một đèn cây đèn cầy đang từ từ đi về phía ông. Ông Tùng lúc này buông bàn của mình ra, ông đứng phát dậy nhìn vào cô gái. Lúc này ông mới nhận ra cô ta không hề có bóng. Người con gái ma mị đang đứng trước mặt của ông có dáng vẻ gầy guộc, một khuôn mặt xanh nhợt nhạt, cùng với hai hốc mắt sâu hoắm đang nhìn ông mỉm cười. Ông Tùng kẽ nhau đôi mắt lại, ông nhìn cô gái rồi gần giọng Cô, cô là mộng, Cô gái nghiêng cái đầu qua một bên, biểu lộ này bất ngờ nhìn ông Tùng, nhưng cũng nhanh chóng bình thản. Cô ta nhếch mép mỉm cười cất giọng để âm vang. Phải, tôi là mộng, tại sao ông biết tôi? Ông Tùng lúc này hừ mạnh một tiếng, ông đưa tay thẳng vào mặt của mộng rồi nói. Mày chính là ma quỷ, chỉ vì muốn được sống mà đã hại chết không biết bao nhiêu người. Mạng sống của mày quý giá đến như vậy sao? mong trên tay đùng đường ngọn đèn cầy cô mỉm cười không vội vàng trả lời ông tùng nhìn vào những xác chết đang chất chồng ở sau lưng ông rồi thốt ra một câu đầy lạnh lùng thì đã sao hả họ không phải là người thân của ông càng không phải là người thân của tôi thì có đáng tiếc gì cơ chứ ông tùng lúc này liền quắc mắt lên rồi nói vậy nhan thì sao cô ấy là một người đã giúp đỡ mày đã ở trong gia đình của mày đi theo hầu hạ mày Nhưng mà đổi lại cô ấy đã biến thành bộ dạng gì Trông mày thật đúng là lũ vô ơn lũ khốn nạn Mộng lúc này trên khuôn mặt đã từ từ thay đổi Từ bộ mặt bình thường nhợt nhạt Truyền thành một khuôn mặt giống như ác quỷ Những đường cân máu tươi lộ hẳn ra Đôi mắt được bao phủ toàn màu đen Nhưng lại toát lên một luồng sắt khí toát ra cả căn phòng Mộng vứt cái đèn cầy xuống đất cả không gian nhanh chóng chìm vào trong bóng tối lờ mờ chỉ còn lại vài giọt ánh sáng lẻo nét từ bên ngoài mông rít lên với tầng âm lành lành con khốn đó nó làm mất đi sinh hồn của tôi hại tôi trở thành một kẻ xấu xí không hoàn thiện suốt bao năm qua nó chỉ là một con hạ nhân không có quyền quyết định gì cả âu tùng nghe thấy vậy nghĩ tới nhan càng làm cho ông trở nên cảm phẫn Ông không còn sợ đứng trước mặt của mình là một con quỷ nữa. Ông chỉ tay vào mặt của mộng rồi nói. Mày mới là đồ khốn đấy. Mày đã giết chết bạn tao. Hôm nay tao phải bắt mày kết thúc kiếp quỷ. Mộng cười phá lên tiếng cười của cô ta vang dội khắp căn nhà. Rồi đừng theo gió bay ra ngoài cánh rừng thông nghe lồng lộng. Màu đưa đầu mắt đen tuyền nhìn vào ông Tùng. Bằng sức của ông ứ. Muốn kết thúc tôi sao? Thật là hoang đường. Ông Tùng lúc này không nói không rằng vội vàng lao tới. Nhà lấy cái đế của cây đèn cây dưới đất, xoay xông thẳng vào nhóm ngay người cổ mộng mà đánh. Mộng nhanh như cắt lướt sang một bên để né đòn. Cô ta rú lên như là hoang dại. Hai con mắt trần ngược mở ra, to như cái bát nhìn ông Tùng với một thái độ vô cùng giận dữ. Mộng yến răng cô ta xòe ngay bàn tay, thì từ hai bàn tay đó lập tức phóng ra mười móng vút đen sì lao về phía của ông Tùng điên cuồng đánh trả. Cả hai kinh như vậy lao vào nhau trong một cuộc chiến giữa người và quỷ. Nhưng tất nhiên là ông Tùng đã rất nhanh bị mộng khống chế, bởi sự thật thì là một con người bình thường, làm sao có thể địch được với loài ma quỷ, mang một sức mạnh ở thế giới khác. Mộng vật ngã ông Tùng xuống dưới nền nhà, rồi trong khoảnh khắc cô ta đang chuẩn bị cắm năm móng vút, vào cổ họng của ông thì ông Tùng lúc này mới sực nhớ ra túi vải của bà cụ. Ông dùng một tay cố giữ tay cổ mộng để cầm cự, còn một tay thì cho vào áo móc dài chiếc túi vải, sau đó nhanh chóng đưa lên miệng cắn nát, Lồi ra một lá bùa màu vàng mà bà cụ gọi đó là bùa định hồn. Ông Tùng cầm lá bùa rắn một phát vào ngày chính giữa cổ mộng, lá bùa phát sáng làm cho cô ta lập tức rũ lên một tràng dài mồng buông tay ra khỏi cổ của ông Tùng lùi lại. Toàn thân cô ta lúc này đột nhiên co giật lên từng cơn. Mộng đưa tay cào cấu vào mặt của mình, rồi sau đó dần dần trở nên buông lỏng. Ông Tùng nhìn thấy từ bên trong cơ thể của mộng có một làn sưng trắng bay ra. Làn sương mỏng manh trong suốt, mang dáng dấp của một con người. Ông Tùng biết đó là linh hồn của mộng đang bị lá bùa khống chế. Ông nhận ra đây là một cơ hội tốt, để diệt trừ đi cái thân sắc ma quỷ để sát nghiệp kia của mộng. Ông vội vàng đứng lên nhặt lấy cái chân đế có đầu cắm đèn vô cùng sắc nhọn. Vừa định lao đến thì ông bà Thạch từ đâu bóng hứt này chạy vào. Họ nhìn ông Tùng duyên hết lên. Dừng lại, ông không có quyền làm vậy, không được giết con tôi. Ông Tùng lúc này quắc mắt lên rồi đáp trả. Hai người cầm miệng lại đi, phải ai cho các người cái quyền lực được giết người vô tội chứ ác giả ác báo các người phải để cô ta đền tội cho những vong hồn đang bị cô ta hại chết kể cả các người cũng không tránh được lưới trời đâu ông tùng vẫn lầm lầm cái trần đế trên tay không hề có ý định khoan nhượng ông bà thành nhận thức con gái của mình lúc này đang trong tình cảnh nguy hiểm cho nên liền xuống nước cầu xin xin ông niềm tình chúng tôi chỉ có mỗi một đứa con Xin hãy thả cho nó một con đường sống Chúng tôi sẽ chịu hết tất cả tội nghiệp Mà chúng tôi gây ra làm ơn Ông Tùng lúc này chưa kịp trả lời Thì linh hồn của mộng ở bên cạnh đột nhiên Phát sáng ra một luồng ánh sáng trói lòa Hình dáng từ bên trong linh hồn Cũng dần dần hiện ra rất rõ ràng Ông Tùng thẳng thốt Vì ông biết lá bùa đình hồn Đang sắp hết tác dụng Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa Ông ngay lập tức bổ cái đèn Vào thân xác của mộng từng nhát từng nhát một mộng đồ gục xuống linh hồn nhanh chóng tàn biến ông bà thành nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng lập tức lao tới ôm xác của con vào trong lòng rồi gào khóc lên lúc này ông tùng chưa kịp nói thêm một điều gì thì cả căn phòng đột nhiên sáng rực ngọn lửa từ cái đèn cây đèn cầy bị mộng vứt xuống kia nãy lúc này bén vào trong tấm rèm cửa rồi lan ra khắp nơi làm cho căn phòng bốc cháy căn nhà nhanh chóng đã chìm vào trong biển lửa mịt mù ông tùng cố gắng kéo hai vợ chồng ông bà thạch lôi họ ra ngoài nhưng họ cứ nhất quyết không chịu rời đi mà phải ngồi đó ôm ghì lấy xác của con không chịu nổi sức nóng của ngọn lửa đang vừng vừng trỗi lên ông tùng lúc này đành phải bỏ hai người lại rồi một mình tháo chạy ra ngoài để giữ mạng thế là những tội ác những vết tích những bộ xương người và cả ông bà thạch cùng với cái xác của mộng đều bị ngọn lửa chôn vùi. Nó chẳng hết tất cả căn nhà giờ đây chỉ còn là một đống cho tàn. Ông Tùng quyết định gom hết một chỗ rồi đào hố chôn xuống lòng đất để vĩnh viễn không còn ai biết đến nơi này từng tồn tại một căn nhà quỷ. Ông cũng dựng nên một căn nhà gỗ ở đó vì thương cảm cho số phận cô gái tên nhan mà ông Tùng mới quyết định ở đây để làm bạn với cô. Ngày qua ngày cứ cùng tâm tình chuyện trò Để giúp cô có thể tìm lại được nhận thức của một con người Thời gian lâu dần nơi mà bãi đất của ông Tùng từng chân vội đi căn nhà quỷ Lại mọc lên một cây mầm mang sắc đỏ Nó có hình dáng vô cùng kỳ lạ Nhưng không ai biết được rằng Cây mầm đó đang vươn trồi lên trên đống tròn tàn ấy Ở trong cuốn sách cổ thuật của Lão Pháp Sư Người Tàu Nó được gọi ngắn gọn chỉ với hai từ Đó là mầm quỷ xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện